Ronaldo đồng ý gia nhập câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út với mức lương kỷ lục. Theo nguồn tin từ tờ Marca, Cristiano Ronaldo đã đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út, trong đó tiền đạo này sẽ nhận được mức lương cao không tưởng là 200 triệu euro trên năm theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Số tiền trên bao gồm lương, thưởng và các thỏa thuận quảng cáo của Cristiano Ronaldo và câu lạc bộ Anas. Con số này biến siêu sao số 7 trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử. Người đang có thu nhập cao nhất thế giới bóng đá là Kylian Mbappe với mức lương 123 triệu euro trên năm. Điều đáng nói là ban huấn luyện của câu lạc bộ Anas có nhiều người Bồ Đào Nha, đó là một trong những lý do khiến CR7 muốn tới đầu quân ở câu lạc bộ này. Thực tế, nguyện vọng của anh vẫn là ở lại châu Âu thi đấu. Thế nhưng, không có bất kỳ câu lạc bộ nào ở lục địa già muốn chiêu mộ CR7 bởi mức lương quá cao. Nếu muốn ở lại châu Âu, Cristiano Ronaldo sẽ phải cắt giảm lương khá sâu. Điều này khiến cho anh không hài lòng. Trong đội hình của câu lạc bộ Anas lúc này có hai cầu thủ từng thi đấu nhiều năm ở châu Âu là thủ môn David Ospina hay tiền vệ Luis Gustavo. Họ muốn chiêu mộ CR7 để cạnh tranh chức vô địch với đại kình địch Anhuo. Ở thời điểm này, Cristiano Ronaldo vẫn đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục mục tiêu giành chức vô địch World Cup 2022. CL Cao châu Âu đã giành vé đi tiếp sau hai chiến thắng trước Ghana và Uruguay. Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm vòng chung kết World Cup sau pha lập công vào lưới Ghana ở lượt trận đầu tiên. Hiện tại, anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở World Cup của huyền thoại Eusebio đúng một bàn. Cách đây hai tuần, trong cuộc phỏng vấn với MC Piers Morgan, Ronaldo tiết lộ rằng anh từng từ chối bản hợp đồng trị giá 366 triệu đô la Mỹ từ một câu lạc bộ Ả Rập Xê Út hồi mùa hè. Bản thân Bộ trưởng Thể thao Saudi Ả Rập Abdul Aziz bin Tutian, Faisal cũng tuyên bố muốn Ronaldo đến chơi bóng ở giải vô địch quốc gia, đồng thời bày tỏ ý định mua lại Liverpool và Man United, hai câu lạc bộ đang tìm nhà đầu tư mới. Ronaldo chưa có bến đỗ sau khi thôi hợp đồng với Man United. Trước đó, anh và đội chủ sân Old Trafford mâu thuẫn đến mức không thể hàn gắn do các nội dung trong cuộc phỏng vấn dài 90 phút với Morgan. Tại đó, Ronaldo nói bị Man United phản bội, chỉ trích các ông chủ và tuyên bố không tôn trọng huấn luyện viên Eric Ten Hag. Anas là một trong những câu lạc bộ thành công nhất Ả Rập Xê Út với 9 lần vô địch, gần nhất vào năm 2019. Họ đang được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Ed Roma, Rudy Garcia, đội hình của Anas còn có cựu thủ thành Arsenal và tuyển Colombia David Ospina cùng tiền vệ Tây Ban Nha Alvaro Gonzalez. Sân nhà của Anas làm sun park với sức chứa 25.000 người.